Rất là xin chào tất cả khán giả. Chào nhà gái. Dạ, dễ thương quá. Quan nhiên nhà gái được xinh xắn luôn á. Đặc sớm nhà gái con đông lắm. Mẹ Hậu giới thiệu đôi nét về bản thân hoặc là về con trai của mình đi ạ. Nói chung là tại hồi giờ là nó nhỏ là nó rất là khôn ngoan. Đến khi lớn là nó cũng dối gian lắm. Giờ hiện tại là nó đang học trường đại học công nghiệp. Giờ là coi như đi theo bên ngành diễn viên á, là nói chung là cái công việc nó là nuôi bản thân nó được rồi. Chị cho con hỏi nhẹ câu là bạn trai nhà mình á là tài học đại học công nghiệp mà lại mê nghiệp diễn viên. Vậy lý do tại sao không ngay từ đầu mình không thi vô trường liên quan đến nghệ thuật mà lại chọn ngành cơ khí? Thì ý là hầu học xong thì ở nhà thì cứ nghĩ ngành ô tô chỉ mấy cơ khí ấy là coi như là nó thịnh thì cứ đi, chứ còn bắt đầu vô trong này học thì cảm thấy cũng không có ổn. Thì ý thích của nó muốn chuyển ngành thì là mẹ mình cũng có biết được. À, như vậy là đầu tiên là tài á, là mong muốn là cho mẹ Hậu cảm thấy yên tâm, gia đình yên tâm nên chọn một cái ngành nghề nó phù hợp với mong muốn của gia đình hơn. Nhưng mà thật sự không đúng đam mê, đâm ra cũng khó theo đuổi. Nghe giọng nói của mẹ thì mẹ người quê gốc ở Phú Yên hay ở đâu ạ? Quê quá ở Bình Định mình. À, ở Bình Định, gia đình mình. Dạ, con muốn hỏi mẹ Hậu đôi điều gì không ạ? Chào chị. À, chào chị. Con trai của chị và hiện nay đang làm gì ạ? Con trai giờ nó đang diễn viên. Em nói làm như vậy thì cuộc sống của em ra nó có ổn định không? Nó ổn định, nó tự lo nó được. Không biết là con chị nó cao bao nhiêu. Nhìn mẹ mà chưa biết hình con cho nên mà không có thể nào mà phán đoán được là chàng rể tương lai mình nó như thế nào. Nó cao 1m8 mấy hay sao? Dạ, hơn 1m8. Cái cỡ 1m8 à. Wow, mẹ đẻ sao khéo dữ hen. Mẹ luôn chứ mà con cao. Dạ, vậy chắc ba ở nhà cao dữ mẹ hả? Không, ba lại luôn. Ủa, ngồi ra, vậy giống ai? Dung bác cao. À, dung bác là sen trội, sen lặng này nọ. Dạ. Giờ mới thế hệ này mới phát hiện. À, nhưng mà tắt máy rồi, nặng 3 mấy ký không mẹ? Cái cỡ cũng 5 mấy ạ. Nhìn người cân đối không mẹ? Cân đối. Dạ, diễn viên mà phải đẹp đúng không mẹ? Rồi, Quyên với Duy có muốn hỏi gì không? Dạ, cho con xin phép hỏi là Tài có thường xuyên về thăm mình không ạ? À? Công việc thì mấy làm thì ít khi gì lắm. Một năm gì một lần nhá. Mà một lần mình ở với mẹ là có ở lâu không mẹ? Gì với mẹ thì Tết ở mấy ngày Tết đấy. Rồi lại đi vô. Không, ý là con hỏi là Tài có gọi điện thoại á, gọi điện thoại về kiểu nói chuyện tâm tình kiểu vậy á, cô có không cô? Không, Tài cũng có tâm sự bạn gái đâu gì hết á. Ngày suốt ngày là gì là coi như đi làm công việc nhà giúp cha mẹ rồi quấn quấn rồi cũng bạn bè rủ đi chơi chút đính vậy, chứ cũng ít khi mà có thời gian tâm sự lắm. Tài thì đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Dạ dạ. Tài có thường xuyên hay gọi điện thoại để hỏi thăm mẹ hay không? Cái mật độ một tuần hay một tháng được mấy lần? Thì cách vài bữa là nó gọi liền à. À. Nhớ chứ mà không gì được. Ấy dạ. Vậy á. Mẹ Hậu ơi, dạ. Cho con hỏi là mấy bữa cô lên Sài Gòn chơi á, thì Tài có dắt cô đi chơi đâu đó vòng vòng Sài Gòn không cô? Cũng có chứ, cũng có đi chơi chút. Mà cô cũng bông gì lắm, cũng có ở được lâu. À dạ. Không về. Vậy giờ mẹ có muốn về liền không? Bây giờ em mới lên đầu sáng này. Bài có gì vậy? Từ từ mình phải chịu qua từ. Con chào cô Hậu nha. Thì cho con hỏi xíu, hồi nãy như cô nói á, là con trai của cô ít có chia sẻ về bạn gái hay là mối tình gì đó. Thì cô cho con hỏi là những cái biến cố của con trai cô á, thì ai sẽ là người mà tâm sự với bạn đó? Cô có biết được không? Nói chung câu hỏi là khi buồn thì Tài tâm sự với ai? Mẹ. À, là với mẹ. Có hay kể nhiều về các mối tình không cô? Cũng nhiều hầu hỏi con các bạn gái không, mẹ đừng hỏi ví dụ đấy. Ủa, gì vậy ta? Vậy bao giờ mẹ có suy nghĩ về giới tính của con trai mình không? Kỳ vậy trời, hai mấy năm rồi mà nó không giới thiệu về bạn gái. Cô bây giờ cũng là đầu tư chuyện học hành rồi, chứ còn bạn gái thì chị nó không có quen nữa. Sao? Dạ. Bạn đó cũng có tâm sự, mình cũng hiểu được bao nhiêu hết á. Mà mẹ tự tin con trai mình là 100% đàn ông chứ? Dạ. Tin. Chắc không? Chắc. Chắc nha. Nam tính đúng không mẹ? Rồi theo cái độ điển trai đẹp trai á, mẹ thấy Tài đẹp trai không? Thì thấy cũng vừa thôi chứ cũng xấu cũng đẹp. cho con ví dụ đi, ví dụ như so với anh thầy rapper thì con trai cô so với anh thầy rapper như thế nào ạ? Không so gì cũng khó lắm, cũng khó so sánh lắm. Bây giờ trên thang điểm 10 đi,
Giờ thí dụ con là 5 điểm nè, con trung bình thôi, thì con trai cô được mấy điểm? Chắc cũng được 7-8 điểm. Ô, chị làm đẹp hơn Linh Si rồi, ok rồi, ổn định. Dạ.